2-3 tiếp này. Ok, ơi, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải này. Duy Khải chúc anh em xem video về anh ơi. Hôm nay thì Khải xem được bài boss cho bang cũng như là Khải xem cho Khải nha anh em. Hôm nay thì Khải có khoảng 10 con anh em. Đó anh em nhìn trên bản đồ thì có 10 con, không có nhiều anh em ơi. Đó, bù lên này. Một cái đấu lốt 2-3 cuối đi. Lên đam đều reo luôn anh em. Này thiếu anh em chọc trưởng anh em ơi. Hiện tại con này đang bùa chưa có trưởng á. Đó là Khải bói đồ luôn này. Cái may mắn này. May mắn này. Cái may mắn này, cái may mắn này. May mắn, may mắn. May mắn. May mắn. Anh một xoáy đấu lốt 2 bao không? Rồi, lấm đồ. Rồi bớt 2 bao ở lại. Rồi, anh may mắn rồi, chuẩn bị nhặt đồ. Ôi, một con mít anh ơi, không có đồ luôn. Ủa vãi sao mất hết rồi. Thôi xong, đưa rồi, không thấy gì luôn rồi. Đúng rồi, thì gần chết mới cắn chứ, cắn chỉ số không nổi. Rồi, mít, hai con boss là mít hoàn toàn, không có món đồ luôn. Thôi bại, 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 đừng có cãi, vì coi tôi đánh hồi xưa cho đừng bảo cắn lúc đầu. Hai con này á, đỡ quá lâu. Hai con này nó bị mít hoàn toàn, không có một món đồ nào luôn. Vãi rồi. Chết rồi. Thả lâu quá đúng rồi, chứ không phải là tự nhiên cắn trước cắn sau đâu, Khải cắn lúc nào mà trả được. Thôi xong, thôi anh xin chia buồn với anh Mạnh nha anh Mạnh. Hai con anh em đồ đen vãi, hai con ảnh bỏ gần một tiếng rồi nè. Đánh không có còn một món đồ luôn, vãi thiệt. Ok, giờ đánh bot em rồi nè. Rồi quá đen, đó là chịu thôi. Quá nhỏ thôi, anh đỡ lâu quá chịu thôi, biết sao giờ, em đâu biết được. Nó có thời gian mà. Đúng rồi, nó có thời gian anh em không đánh là nó mất rồi thôi. Nó có thời gian á. Rồi, tiếp tục Khải sẽ quýnh đến Khải nha em ơi, Khải chỉ có 10 con anh em. Bài bút xanh này. Đâu rồi, đây. Khải sẽ thả bút xanh này đặc biệt này, đó. Cứ đúng mà đánh thôi anh em, chả làm gì cả anh em. Thấy auto sẵn hết vị trí rồi. Rồi bùa. Đánh thì rẹt rẹt anh em. Hiện tại bây giờ cũng em đọc chưa, có đâu em đọc trưởng á. Cái này đọc trưởng này em đánh nhanh lắm anh em. Rồi ok. Chứ còn cắn trước cắn sau thì mà không cái may mắn á, cắn trước cắn sau là bình thường mà, đâu cần đâu. Cắn sau gần chết cắn cũng được. Cắn trước làm gì? Vì tầm này đánh một con gần 3-4 con này mất gần 10 phút. Mà mình cắn trước nó phí ra nè, gần chết mới cắn. Ừ, do anh thả lâu quá. Đa anh em ơi. Này không sợ anh em khắc phá à Khải ơi. Hả? Không sợ bang khắc phá à? Ừ, nó phá thì nghĩ thôi anh, em quấn đờ đâu anh. Nó phá thì em nghĩ thôi, gì đâu. Level là thích phá, phá là nghĩ thôi. Phá mình đi phá nó. Ừ, nó phá mình đi phá nó, bình thường thôi. Đi ngủ đi kìa. Boss mà phá gì, thích phá thì nghĩ thôi. Hôm trước em chơi server nào cũng vậy, nó vô nó phá thì em nghĩ. Không đờ đâu. Để có bộ bùa phòng thủ không đã. Có chứ, có bùa phòng thủ chứ. Đây từ kinh này anh em ơi. À, đây đây đây, này mít bùa phòng thủ. Khải ơi. Có bùa phòng thủ số 2. Sao anh? Sao anh? Khải ơi. Sao? Bây giờ là còn 2 bao tiết là này từ kinh không ai đấu này. Đợi anh chưa mai đấu rồi, tính sao luôn anh ơi. Ờ, hay là tôi kiếm mối tôi bán ra ngoài hay như nào? Ừ, anh kiếm mối bán ra ngoài rồi chốt lại như em hôm nay thì bao nhiêu rồi. Giao dịch còn lại là bao tí giao dịch sau vậy thôi. Ừ. Ok anh em ơi, đợi tí nè em ơi. Con này là con Thúy Yên đang đánh Khải. Đúng rồi, Thúy Yên đang đánh. Xem bán 9 em ơi, đây cho anh em xem nãy giờ quên sau đồ chứ. Xem bán 9 nè em ơi. Nhà mình chi tinh này anh em. Giao chiến 3 này. Ngọc bội 3 này. Nhẫn 2 này, nhẫn 1 nè, đó. Hiện tại server mà xếp được bán cao nhất là xếp được bán 10 4 3 3 3 3 12, xếp được bán cao nhất là 14 nha anh em. Rồi nhặt đồ nè anh em ơi. Đó, một giá chiền, một áo, một nón các kiểu. Thế cũng quý vậy, 14, xem quý 14. Xem quý 14. Rồi tiếp tục anh em ơi, đợi chất con này rồi Khải thả tiếp. Boss xanh này, boss xanh này. Nói chung là Khải chỉ có 10 con, không có nhiều anh em ơi. Nên là đánh đến đâu thả đến đó anh em. Có bùa trong đó, full bùa anh em. Bùa kháng cả, âm kháng độc này nọ các kiểu là điều. Tạo giờ thiếu anh em độc trưởng rồi nè. Có bí kíp anh em độc trưởng nữa là
đàm nhanh lắm. Nếu có đem độc trưởng thì em trưởng một cái dùng phát một là giật đàm 200k, đàm một con chưa đầy 2 phút, chưa đầy 30 giây luôn, đừng nói 2 phút. Hôm nay mới có 20-30k, ít quá. Rồi. Rồi. Để báo này, là bây giờ là đầu quả còn lại chưa được gì anh em ơi. Còn lại 18 quả, 2 bao thiết là hán, 2 tẩy tử kinh. Ok. Thu được một kim 6. Rồi, từ từ. Cái mai cái đó anh bán rồi, anh giao dịch thì em thêm cho một lần được, anh cắt đi. Ừ. Cắt đi. Cứ cắt ở đây rồi chích ngày mai, ví dụ hay những hạt nào anh em đông rồi đấu tiếp, hoặc là bán ra ngoài vậy thôi, cầm lại cho ban nha. Được giá tôi bán ra ngoài. Đúng rồi. Ngày mai đầu tiếp. Cũng ưu tiên anh em trong ban trước, em không mua thì bán ra ngoài. Giảm xuống còn 800 còn không ai trả lời. Ừ. Mày. Anh em chưa nạp tiền chứ không. Thì đó thì tôi bớt lại. Rồi làm tiếp con này nữa, thả bớt tiếp rồi anh em ơi. Họ này. Ok. Rồi là một rương rồi, ok. Đi nha. Một kim 6 này tôi đưa ông hay là để lại luôn? Cầm luôn đấy, cầm luôn đấy. Có một cái truyền thổ này em ơi. Hãy vô khai lá cho truyền thổ mà. Rồi, bói này em ơi. Truyền nữ rồi nè. Tầm này do con em không có nên độc trưởng, có nên độc trưởng quýnh mấy con thổ này về vèo luôn không nè. Giật đam chết ngay. Bói này nè em ơi. Chết tiếp này. Trong thời gian bói, bói chết này nè, bói này, bói đồ này em ơi. Lên hàng, lên hàng. Giải truyền 530 không có gì. Lên hàng, nón kim shop, dây chuyền họ shop luôn, nhẫn họ shop luôn, nhẫn họ shop luôn, đai lưng 15-30 chón không được gì luôn, nón cái gì em? Mấy cái trang sức để em kháng độc 25, đó lại á, đụng cái này đỡ chặt rương như ta, trời ơi, thùng rác rồi em, đậu xanh, mấy trăm xu một cái sau này á, trời ai lấy qua đây vứt cho này, em đụng mấy cái này đỡ chặt rương lắm. Khải không có lấy mấy cái này đâu. Mấy dùm xu tùy server tùy lý quỳ rồi. Ờ thì không biết thì thầy bảo. Tùy server thôi, không có đâu. Tùy server. Ừ, bên này nó chợ ăn boss ra nhiều thì chẳng chả đến mức này đâu. Shop này. Trời, toàn rác. Em lấy cho. Đây, hưng nào anh vứt cho. Toàn rác này em ơi. Chỗ này em ơi. Đây, em tôi nhặt cho anh đi. Đại lưng khẳng động mấy cái này anh lấy. Đây. Trời ơi. Trang sức 520. Sức mạnh 10. Cho em luôn này, vứt hết đi. Rồi ra thả bó tiếp em ơi, đậu xanh má anh gần 6 con chả có gì luôn em má nhỏ vậy. Anh số mắc hai cái nhẫn chứ không em được hai viên huyền tinh. Hey. Không mấy server game chơi đâu có cần đâu ta, hôm bữa em chơi server nào. Nói chung server này chỉ có sang trang sức cấp 10 mới ra huyền tinh thôi. Không mà ý là bữa em chơi server nào. Em chơi server ông gà. Trời ông gà khác, đừng so sánh cái này không có này em ơi. Anh bên này mà anh sang là tiêu sơn em muốn chơi. Này không có đâu, đừng có giữ chi mà công. Ý là cái bản cũ của Võ Cầm Điền Kỳ nè. Tiếp này nè em ơi. Bên này anh xanh biết nhiều được ở chút mẹ của nó nhiệt viền rồi. Dung Thành nó rút tiền mất rồi em đợi tí nè. Má không có một duyên luôn. Thì anh cứ vứt qua đây. Ừ, anh vứt qua cho. Anh tin bữa nào mà anh cần em đưa lại. Ừ. Cứ mỗi lần xanh em cứ ra lái đi, anh vứt cho. Cứ lấy cái lon ra lái. Bán tôi ở đây lần thử vậy? Ok bình gia, vô đây 3 xu lái luôn ông ơi. Tôi bán trên live bán nhanh luôn, đừng có mệt cả nè. 3 xu. Nhanh gọn nè em ơi. Thôi xem cái đai lưng thủy Hải ơi. 15-30. Ông nào bình gia trên live đây. Khải thì không biết, Khải là muốn nhanh gọn nè. Chứ không có đỡ đâu trả giá, trả đồ mặc định mặc cả rồi chỉ mới công nè. Ra đúng giá luôn, lụm nhanh luôn em ơi. Giá nhẹ hơn thị trường cho anh em sang cho anh em chơi luôn. Rồi hết boss. Trời, sang 10 con mà cảm giác chưa cái gì. Gì về Khải? Có cái là đặc biệt đúng không Khải? Có, em có nem đặc biệt nem thường đó, hết mẹ rồi. Mà ra được kim nào luôn không? Không ra món kim nào luôn. Không còn không được gì à? Chưa còn nem con cuối rồi này. Ông lên đam kìa. Đây con nem động rồi, con nem mới đi vô khác. Rồi. Lên đam giờ mà. Có unit đây, 10 cái được đây, 2 kim nem giao dịch này unit đây. Giao dịch. Ra thả luôn đi. Đã vô rừng lái ra thả luôn rồi đợi chi nè. Nãy tưởng không có nè, unit bán cho 10 cái đúng không? 10 cái hay 8 cái? 8 cái thì 2 kim. Unit đây, ok 8 cái giao dịch ông ơi. 250 một cái nha nè. Bài thường thôi, bài thường đánh kiếm trang vũ khí nè, giao dịch này. Rồi. Ok, bình gia vô lấy hàng vô đi bình gia.
đai lưng này thì nhẫn nhìn thèm lắm em, 15-30 nỗ lực. Thì nhẫn cần nỗ lực thôi, nó đâu cần sinh lực nó quá cao rồi. Rồi, lầm con bọn, còn lầm con này ra sân tiếp anh em ơi. Bất thường 250 anh em ơi, có đặc biệt 550 anh em ơi. Ai có inbox cho anh em. Làm video là cho anh em xem cho nó vui nè. Hiện tại bây giờ sếp mình bán khả, sếp mình bán chín thôi nha anh em. Sếp mình bán chín, anh mình bán nhiều lắm. Thiên Sơn này, Quế Tửu này, rồi Gia Truyền này, Bình Thiên Sơn rồi cái gì tùm lum tùm la đủ mấy thiệt quá tự mày bán chắc nhìn chỉ hơn luôn nè, 5-7 món bán lận. Nhưng mà sao toàn một dòng không trời, đủ xanh. Anh em xem này, ba này đó, má gì vài món mày món xì đàn không. Dino có set may mắn 11 là kiếm cái nhẫn nữa đẹp, cứ đánh đi, đánh dây chuyền này. Dây chuyền áo sao anh ơi, chưa em chưa bói anh ơi, để em thả ra, chưa bói ừ đang nghiện môn này lắm, chưa bói nè, em ra em thả cái nè, bói tiếp hơi bị cuốn anh em nhìn thích nhỉ, cứ nhìn thôi. Thảm mạng lần luôn ơi, nhặt đồ luôn cho nhanh. Đấy. Muốn nhanh. Đeo không kìm luôn. À có một kìm nè. Đó em thấy vừa máu nó giật này thấy chưa. Anh em xem like anh em thấy này. Đây khai chạy vô anh em xem. Cái. Được món nào bố lại. Nhặt nhanh nào anh okay, em okay, xem okay. Đồ nào. Đây. Bởi em đứng lên nhặt trang sức. Một con kim đi thôi, một kim kìa. Một kim. Đấy. Một con kim, hai con mộc. Ba mộc, ba thổ, một thủy, hai thủy. Mua lệnh bài anh. Tấm đô. Đâu? Chưa ra đồ anh em ơi. Nói chơi chưa có đồ anh em. Lâm tiên, lâm đô, rồi bói. Lâm đô. Giá truyền kháng lôi không có gì luôn. Làm chậm. Hai chục con. Được cái số. Quên. Đủ má chuyện gắn cả 7 trời. Đủ má. Vãi lắm. Nữa kìa anh lượm nhập. Ôi ngày mọi khán hỏi lắm. Lấy chuyện nữ kìa, lấy chuyện nhập đi kìa. Đủ xanh má chuyện nam mình lấy sàn đường em nữ chịu rồi. Ra đây em ơi. Ra anh vứt cho này. Đây. Đủ cái nào không sàn vứt cho em này. Đây. À một gia truyền chó 40 dòng 1 ngon nha. Rồi vứt em đấy. Đủ đừng lấy lung tung em để cho thằng Hưng yên em. Ai đủ xanh má gia truyền có 7 trời. Trời đất ơi. Cái như là bù bán lại mấy cái lệnh bài rồi. Bù lại được cũng được 8-9 lệnh bài nè, cũng được 2 kim ấy, được 2-3 kim ấy nè. Ok, dịch bố ra. Ok, dịch bố ra ơi. Giao dịch 3 xu. Nhanh luôn nè, khả là trên live là bán trên live luôn cho nhanh nè. Đây. Đại lưng này thiên nhẫn nhìn phải thêm. Tầm này chưa có những đai nào mà chón cao như đó đâu nè. 40 thì khỏi nói rồi. 30 thì tầm trung là chơi được nè. Rồi tiếp tục. 3 xu. Bán nhanh nè. Anh em nào mua đồ gì cứ trên live báo luôn, báo giá nhanh gọn nè. Khải báo giá là giá nhẹ luôn em, đừng có mày cả chi mấy con nè em ơi. Nè anh em xem cái bang này. Đậu xanh giá trị 17 đi, đậu có tiền rồi. Giá trị ngon này, giá trị này có thở sau này mình sẽ xài, mà sinh lực cùi quá. Không có kháng luôn. À lầm đồ này. Đừng mà quá tử cho nhận đủ hết quá tử nào trời. Chưa được uống nào ngon luôn. Một cái ngọc bội kháng hỏa, đụng mấy cái này dòng 1 là ngon luôn anh em ơi. Dòng 1 là bán ra tiền này, bảo đảm cái này mà dòng 1 bán ra tiền này. Ở phòng 8 ấy. Ngọc bội sinh lực 110, kháng hỏa 25 dòng 2, đụ sao không có chón, chán gương cũng. Đề nghị anh em đánh ra để dễ nhặt đồ. Anh em đánh ra dễ nhặt đồ kìa. Bù đồng quá dữ ạ. Rồi mấy hôm khải xanh hả? Bù đồng lắm. Đây ăn thua gì. Bù ít nhất phải tầm 20 bạc xin rác. Ok em đây. Ủa mà sao con Thí Yên nó nhận đam rồi anh em. Ông nào lại Thí Yên nhận đam rồi. À từ. Rồi bị lắc auto nè. Rồi. Chúng sao tự nhiên ngừng đam anh em.
đứng tự nhiên đứng sát bóp thế mà không bị đánh nhỉ? Ừ, không đánh được đâu, nó kẹt góc lắc là thằng này thì chỉ đứng cho mình đánh thôi, nó đâu đánh được mình đâu. Ai mà còn chết được á. Ok ok, anh bói nhanh lắm em ơi. Lâm. Lâm. Rồi, bói. Ôi chết mẹ rồi, những out game phải luôn. Chết mẹ tôi rồi. Thế những out game rồi chơi. Tôi lại. Rồi. Vừa tôi lại rồi. Nhấn lộn anh em ơi. Nhấn control X để mở rương đồ để bán cho anh nhanh lắm mà đủ nhấn lộn. Out shop. Shop. Trời, ngập bội cần lôi 15. Rồi, đợi tiếp này mà chưa có siêu phẩm luôn. Đồ chán nhờ đúng không? Ừ. Nó cứ lửng chung. Quân nãy lọc đưa mấy cái đồ mày bắn chưa? Lọc nào? Tại anh, em ý gọi em phải đưa đồ mày bắn chưa? Đồ mày bắn gì? Thì... ba cái đồ à đưa rồi cắn full rồi, đây là thiếu em đứng sẵn này nè, có thiếu ra em đưa. Tuy nhiên này là đang đổ cho 3x nhỉ? Đúng rồi, đổ 3x, đánh boss đổ 3x thôi. Một bạn không thử lấy vậy, nhìn lắc vời không thử lấy anh em. Ông tôi bị sao rồi tới nhà con đen đây không cần. Ôi sao nóng nhặt được nè mày, được khai cho thách lý viên nhặt giao dịch qua nha. Ở bơ tơ nè mày, ơi đủ xanh bơ tơ chưa vô được bơ tơ nè. Vô lộn nè mày đọc. Ok. Được khai giao dịch thí viên qua. Đau ra 10 kim. Không có món nào luôn 10 kim rồi, giao dịch qua nè mày. Đây, nãy giờ khai cho thí viên nhặt nè. Qua nè. Nãy bơ tơ lộn mày nè mày đọc. Qua được gì đây? Đâu, một cái cây vũ khí gắn lôi 25. Chả cái gì luôn. Trời ơi, lấy cái kiếm luôn, phải lấy cái kiếm luôn. Kiếm ngon. Kiếm tầm này thì 30 đẹp rồi, 25 ít quá. 30 cho ngày 10 trưởng đi cầm ngon luôn anh em. Thì ngày 10 trưởng mà quý mộc được chứ. Không có xài luôn anh. Ừ, nãy bà tôi nhầm con nè. Cái tiếp tục cho anh em đọc cách bùa coi. Đủ quá, anh em đọc full rương mana mà nó cấp sạch sẽ luôn nè. Rồi, lâm đồ. Rồi, tiếp tục, bam. Còn khoảng 5 con trong gấp rồi nè. 5 con gấp rồi. Đây, tiếp tục bói nè em ơi. Hưng đứng vị trí cũ nè em ơi. Okay. Thắng hỏa, sớp. Ok anh ơi. Trời, áo khăn độc không phục hồi nè em ơi. Áo độc không phục hồi. À, áo này cho anh em độc được nè. Em độc đang thiếu nè em ơi. Rồi còn khoảng 5 con thổ á, đủ cứu kiếm cho chị gắn cả 17-20 anh em. 5 con cúng cùi, cuối cùng cúng cùi họ thổ luôn em ơi. 15, tất cả 15. Một vũ khí, một dây, một nhẫn. Mà tính ra con này cũng thường mà làm e ra được gia truyền anh em. Ra được vũ khí thôi. Ra được vũ khí thôi. 5 độc cho 5 độc áo này. 5 độc chưa có áo này em ơi, 5 độc xì đao lắm. Ngọc Bội Thị bán nhiêu hả? À? Sinh lực 120, sinh lực 101, khăn họ 25. Hằng mắt pin cho nam. Ủa, nam hay nữ? Nam. Ra giá đây nè, N33 đây. Thằng này hằng mắt là Khải không có nói giá được em ơi. Ra giá là được trên like Khải bán luôn, không thì thôi. Lâm đô. Một áo, một giày, một áo. Trời ơi, thôi. Có Ngọc Bội nha. Có áo luôn nha. Rồi. Rồi boss thường vẫn ra ngập bọ nha anh em, boss thường vẫn ra ngập bọ nha anh em. Về khăn băng sốt. Áo sốt. Áo vũ khí ngon. 23-30 đẹp, vũ khí có tiền. Vũ khí có tiền như vậy đăng quyền luôn. Xem ký vũ khí Khải ơi. Từ áo băng sốt. Đài sốt. Cái định giá luôn anh Khải, định giá luôn để shop. Shop. Vũ khí khăn lôi này. Trời ơi, đồ nó nhận khăn trốn vòng cuối không? Dùng 2 xài, dùng nhục 1 xài được rồi. Khó quá, khó kích lắm. Sốt quá. Khăn băng. Ok, đợi tới em ơi. Trời ơi, con cuối nè em ơi. Cái gì hiện tại bây giờ thì nó còn dặn nó 1 anh ơi. Chưa thấy cái nào mà hơn nha. Chón 23.
Quanh chón 30, kháng hở 23. Cho giỏ đan hoặc là thiên nhẫn đi theo phá hành thủy được. Cái vũ khí này ai hỏi vậy? Trong bang ai hỏi vậy? Nhặt cái đồ anh à. Lệnh bài phong độ chịu rồi. Hết rồi, đủ được là tính ra gọi anh hết 20 con lệnh bài. Boss thì dao động phải tốn 5 con đặc biệt là gần 3 kim. 15 con thường là tốn hết gần 15 con thường khoảng 3 kim hơn nữa thì tốn hết 6 kim, tốn hết 6 kim. Cũng được, cũng tốn 6 kim cũng được ấy nè. Thôi có vẻ cũng ok ấy. Ô dè ấy. Rồi cái nhẫn này bỏ đi. Cái nói nhẹ như này nó thì cái kiếm này nè. Hàng độc cũng hàng độc, nếu mà bán thì chắc cũng được 2 kim hơn hả? Ấy là có vất của đứa em nè. Hai đồ cái kiếm ngon dữ vậy. Đúng rồi, kiếm ngon mà. Rồi cái cây chì này á, cây chì này 23-30 nha. Nói thiệt thì cây chì này mà nếu mà sinh lực nữa thì mát pin rồi. Tầm này thì nói chung là được kháng với chó thì tầm này cũng khá là ok nè. Server chưa có cái chó nào 40 đâu nè, cái này gọi là đẹp rồi. Cái này nếu mà bán thì khả nghĩ chắc cũng hơn 3 kim, gần đến 4 kim ấy. Mà 23-23. Hello Diện Tiến ơi. Đây. Một cái ngọc bội này không trọng, ngọc bội kháng lôi 15 sinh lực lực này thì chắc cũng được vài trăm xu, 500 xu. Giá chiên này đẹp nè anh em, giá chiên này chắc cũng được từ 4 đến 5 kim. Đó. Nói chung là không có lỗi gì mấy nè, nói chung giá chiên này nếu mà bán khả nghĩ bèo lắm cũng được 3 đến 4 kim. Má chiên này nam mà xài luôn em. Đại lưng kháng độc 25. Đây, giá chiên đẹp mà có kháng cả nữa đẹp nè, má không có kháng trời, chó 40 luôn nè mày. Nói chung là tổng thì cũng được thu là được vài 7-8 kim nè. Nói chung không lỗ nè mày, không lỗ gì mấy. Ngọc bòi này cũng đẹp nè. Cái nhẫn Khải ơi. À nhẫn nào, ngọc bòi con này cũng đẹp nè. Cái nhẫn dưới này. Nhẫn dưới nào? Đấy. Nhẫn này á? Khoáng kháng hỏa. Nhẫn này ông phái gì? Thiếu Lâm. Thiếu Lâm thì cứ được, nhẫn này đưa bán cho 300 xu lấy mà xài này, giao dịch đi. Thiếu Lâm thì cứ được, Thiếu Lâm xài nón kim một khối kim thì cứ được. Lấy luôn dòng chó thì kích được, trên khí đồ luôn là đẹp. Bam xô thôi, nhận nhanh. Hả? Hết rồi. Hết rồi. Trông được này. Mấy con này. Ra thả đi, đang đứng sẵn ra thả đi. Quốc luôn cho, nhanh còn mấy, ra thả đi. Rồi. Nãy ai hỏi cái vũ khí đó anh em? Tao nè. Mày một cây vũ khí này đưa ai 4 kim giao dịch nhanh. Nhanh gọn đừng có trả giá. Hử? Dạ kim hử. Đục, má cái này rồi 3 kim nữa, đục tao bán người khác luôn á. Thiệt luôn á. Cái này mà rao 5-6 kim là bán được khoảng 1 luôn á nè. Anh em 3 kim thôi, tao đổi cái vũ khí tao. Hãy ăn. Mày coi thằng đẹp mà 3 kim trả giá chết thả luôn đi anh, Thả đi anh. Thả đi. Ra giá trong bàn ráng nhẹ cho anh em xài luôn á, chứ không phải là lời lọc gì đâu. Đâu rồi anh em. Má cho chuyện thổi như Việt Nam mà xài luôn nè. Thì mình gấp thả đi. Ừ. Tao lấy tiền rồi. Hưng nào rồi còn cái nhiều gì? Đây Hưng ơi lấy mấy trang sức này mày. Trang sức. Cái ông bành này, nó anh muốn làm như làm này. Sức mạnh này đến làm gia tẩu. Rồi, ok. Nói chung thì anh em xem video thì đừng quên ủng hộ like chia sẻ nè mày. Tối nay thì quất khoảng hơn 20 con nè mày. Tại vì một xe vào mua chưa có này, mua không có luôn. Nên là hôm nay thì cũng được nè, như là cây vũ khí này nè, nếu mà bán thì cho Ngami trưởng nè. Ngami trưởng nó sẽ ưu tiên cái cây vũ khí kháng lôi dòng 1 hoặc là những phái khác có thể. Hoặc là Ngami bút cũng được nè. Đó, cái cây vũ khí này nè, hiện lại cũng khá là đẹp, cây vũ khí cấp 10 mà. Tầm này cũng ít nhất khoảng 2,5-3 kim nè. Rồi cái cây chón này nè, ít nhất phải từ 4-6 kim nè. Đó, chón này 4-6 kim. Còn cái này kháng băng thì vài trăm xu bỏ đi. Cái này kháng hỏa dòng 2 nè, sinh lực cao. Thì cái này chắc cũng bèo lắm cũng được, khai nghĩ đến 1,5-2 kim tại vì hàng mát nhưng mà nó tiếc dòng 2. Nếu mà kích luôn vào tay đi theo hướng kích luôn dòng 2 thì ok nè. Còn cái này một số. Cái này vài 200-300 xu. Cái này cũng tầm 300-400 xu. Cái này khoảng khả nghĩ bèo lắm, cái này bán phải 3,5 kim. Cái này phải 3,5 kim. Cái này kháng độc vài trăm xu. Cái này vài trăm xu. Cái này cũng vài trăm xu nè. Chón 40 dòng 1. Rồi ok. Nói giờ thôi anh em, cái này cũng vài xu. Nói chung là tổng chi phí hết là gần 7 kim, cả mình bán này đồ gần 7 kim, thu lại cũng gần 7 kim nè. Không lỗ nè. Không lỗ.